trễ 3 tiếng chẳng một lời xin lỗi, nam MC hạng A coi mình là cái rốn của vũ trụ và câu chốt xanh dờn làm cả ekip chết lặng. Chuyện xảy ra tại buổi quay hình cho một bộ phim điện ảnh chiếu vào dịp Tết năm 2019. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà giờ quay đã điểm nhưng nam MC này mãi chưa xuất hiện. Nếu bạn có mặt tại trường quay ngay lúc ấy, không khéo nghe sương sương câu hát. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng xanh, khoảnh khắc giết đôi ta trong phút giây. Vâng, nhà sản xuất lúc này cũng đã chết lặng trong lòng từng phút khi tiền đã trả cho cảnh quay cứ thế mà cuốn theo chiều gió. Nhưng chàng nghệ sĩ kia thì vẫn không thấy đâu. 1, 2, 3, 4, 5, anh có đánh rơi nhịp nào không? Đó là nhịp số 3 và anh đã đi trễ 3 tiếng đồng hồ so với giờ quay. Thôi thì đúng giờ từ đầu vẫn là một cái thói quen xa xỉ với không ít nghệ sĩ Việt. Mọi người lúc này cũng mắt nhắm mắt mở, cho rằng ai kia lại viện lý do nào đấy để biện minh cho mình nên cũng êm xuôi. Dù gì cũng là sao hạng A cơ mà. Ấy thế nhưng nhiều khi ước mơ cũng mãi chỉ là mơ ước, thay vì hành xử như một người chuyên nghiệp và gửi lời xin lỗi sâu sắc tới đoàn phim vì sự trễ giờ của mình. Nam MC này đã có phát ngôn khiến cho cả người dễ tính nhất cũng phải mất đi thiện cảm. Trọn vẹn câu nói xanh dờn của anh sau khi đến trễ 3 tiếng. Đây là thời của anh, nên chuyện mọi người chờ anh là chuyện đương nhiên. Trong trường hợp này thì câu nói xin lỗi nghe có vẻ mát lòng mát dạ hơn thay vì biện minh bằng những lý do không chính đáng như kiểu phải chờ là chuyện đương nhiên. Thời gian là vàng là bạc, ai rảnh đâu mà chờ. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao hạng A này là ai? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé.